Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày 6 tháng 1 năm 2020. Giá hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc đang giữ mức ổn định, tuy nhiên mức giá khá thấp. Hiện nay đối với thị trường miền Bắc chỉ đang dao động khoảng 78 đến 83.000 đồng trên kg. Theo đó, giá hơi tại một số địa phương như Hưng Yên hiện nay vẫn đang dao động mức giá 83.000 đồng trên kg. Trong khi đó thì cách đây hơn một tuần thì giá hơi tại địa phương này lên đến 97-98.000 đồng một kg. Giá hơi tại Hà Nam cách đây hơn một tuần cũng đạt mức 94-97.000 đồng trên kg đối với heo đẹp, thì hiện nay giá hơi cũng chỉ dao động khoảng 82-83.000 đồng một kg. Tại một số địa phương như là Tuyên Quang, Nam Định, Thái Bình, giá hơi hiện nay cũng chỉ dao động khoảng 80-82.000 đồng trên kg, trong khi đó thì Phú Thọ có mức giá thấp hơn, chỉ dao động trên dưới 80.000 đồng một kg. Điều đáng nói là giá heo hơi giảm kéo theo giá thịt tại các chợ cũng hạ nhiệt dần. Tuy nhiên sức mua vẫn chưa được cải thiện, nhiều tiểu thương vẫn kêu trời. Nguyên nhân là do người tiêu dùng vẫn lo ngại tâm lý giá tăng cao, cho nên đã chuyển sang những cái thực phẩm khác. Ở một diễn biến khác của thị trường, mấy tháng cuối năm 2019, lượng thịt nhập khẩu đã tăng đột biến vào nước ta. Theo Bộ Công Thương, riêng tháng 11 năm 2019, lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam là khoảng 15.000 tấn, tăng 164% so với cùng kỳ năm 2018. Chủng loại thịt chủ yếu của Việt Nam là thịt cốt lết, thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương từ các nước có nền chăn nuôi phát triển như là Ba Lan, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan. Và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký thỏa thuận song phương về kỹ thuật kiểm dịch động vật với 19 nước ở trên thế giới, với tổng số 1.641 doanh nghiệp ở nước ngoài được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam. Và hiện nay có khoảng 140 doanh nghiệp đang nhập khẩu thịt lợn từ các nước phát triển vào Việt Nam. Trong khi đó, tại các tỉnh biên giới như là Cao Bằng, Lạng Sơn, hiện nay cũng đang siết chặt việc buôn bán động vật vận chuyển lợn sống sang biên giới. Lực lượng biên phòng chủ trì chủ động phối hợp với các lực lượng hải quan, thú y kiểm tra kiểm soát các hoạt động nhập khẩu lậu heo sang biên giới của Trung Quốc. Cũng trong ngày mùng 6 tháng 1, tại thị trường miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi vẫn đang ở mức thấp, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Nếu như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh luôn giữ mức giá cao nhất ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên cách đây hơn một tuần, thì hiện nay giá heo hơi ở khu vực này cũng chỉ đang dao động khoảng 80-82.000 đồng một kg. Đơn cử heo xấu có thể xuống dưới mức 80.000 đồng một kg. Tại một số địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, giá heo hơi cũng chỉ đạt trên dưới 80.000 đồng. Trong khi đó, tại một số địa phương như là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, giá heo hơi cũng đang dần ổn định trở lại. Hiện các địa phương đang tích cực các giải pháp nhằm bình ổn giá heo hơi để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tí sắp tới. Còn đối với thị trường miền Nam, trong ngày 6 tháng 1, tại nhiều tỉnh phía Nam giá heo hơi cũng đang hạ nhiệt dần. Cụ thể như tại thủ phủ heo Đồng Nai, giá heo hơi hiện nay chỉ dao động khoảng 80-81.000 đồng một kg. Thậm chí có những địa phương như Hậu Giang, Sóc Trăng, mức giá này còn dưới 80.000 đồng một kg và hiện nay đang dao động khoảng 77-80.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại một số địa phương như An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ cũng hiện nay có mức giá khá cao so với mặt bằng chung của vùng. Và hiện nay các tỉnh này đang dao động mức giá khoảng 82-83.000 đồng một kg. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cam kết chuẩn bị đủ nguồn hàng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng cập nhật chi tiết giá heo hơi trong sáng ngày 6 tháng 1 năm 2020. Kính mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi.